Rất là mệt mỏi thì chúng ta thường tìm đến những cái biện pháp để có thể giúp cho mình cảm giác được là thư giãn hơn. Và đối với anh Nguyệt thì sau một chuỗi ngày thì mình đã lựa chọn chiếc ghế sofa thư giãn này để có thể giúp cho mình giảm được căng thẳng mệt mỏi, cũng như là có một cái nơi để có thể nghỉ ngơi một cách rất là tuyệt vời, có thể là đọc sách, xem phim hay là trò chuyện cùng với gia đình. Cái chiếc ghế của mình đang ngồi đây đó chính là chiếc ghế sofa thư giãn. Thì đối với một chiếc ghế sofa thư giãn thì nó sẽ khác với những chiếc ghế massage thông thường. Nếu như mà đối với những chiếc massage thông thường á, các bạn sẽ được massage bằng những cái rầm rập hay là bằng những cái động cơ để có thể bắp tay bắp chân. Thì đối với cái sản phẩm chiếc ghế thư giãn này thì sẽ phục vụ cho các bạn ba công dụng khác nhau. Ví dụ như là ngồi sẽ có cái chế độ bập bênh đó, thì giúp cho mình thư giãn, cảm giác thoải mái, hoặc là các bạn sẽ chìm sâu vào trong giấc ngủ của mình. Khi mà bập bênh thì cái này thì các bạn phải dùng chân, bởi vì là nhưng mà vẫn có một cái góc là 30 độ, và ở phía bên dưới sẽ có một cái đường thẳng để có thể giữ lại và tránh cái trường hợp là ghế nó sẽ bị trượt ra phía trước. Rồi bên cạnh đó thì ở đây bên cạnh các bạn sẽ nhìn thấy được là có hai nút để chúng ta có thể điều khiển lên xuống trong cái quá trình thư giãn massage nằm dài ra phía sau. Và một cái nút đó chính là cái nút để cắm USB. Khi mà chúng ta đang ngồi và lướt điện thoại thì nếu mà điện thoại của bạn hết pin giữa chừng thì mình có thể cắm vào bên trong. Đặc biệt thì mình rất là thích chiếc ghế này bởi vì nó rất là mềm mại. Da thì được làm bằng da nhập khẩu, còn cái lớp ở bên trong là được làm bằng cái lớp bông và lớp lụa. Cho nên là các bạn thấy không, mình bóp chặt vào những cái phần đệm ở đây á, cũng rất là dễ dàng có thể chạm được hai cái tay của mình có thể chạm được, bởi vì là những cái lớp bông này nó rất là mềm luôn, mang đến cho mình một cảm giác là vô cùng thư giãn và thoải mái. Chiếc ghế này là với trọng lượng là 150 kg. Còn về cái chiều rộng của nó thì các bạn có thể nhìn thấy không, mình ngồi ở trên chiếc ghế này cũng rất là thoải mái luôn, có thể nằm ngồi nằm các kiểu các thứ vẫn có thể rất là được luôn. Nói chung là rất là thoải mái để cho chúng ta có thể thư giãn. Bên cạnh đó thì hai cái tay của mình khi mà đặt lên trên cái phần đệm ghế cũng rất là thoải mái. Cho nên là các bạn yên tâm, dù là 50kg, 100kg, 150kg thì mình vẫn có thể ngồi trên chiếc ghế này và có cảm giác rất là thoải mái và thư giãn, bởi vì là cái sức nặng có thể chịu đựng được hết luôn. Đối với sản phẩm ghế sofa thư giãn này thì kết cấu ở bên trong là kết cấu khung thép carbon chất lượng cao, được nung ở nhiệt độ rất là cao luôn, cho nên là không thể dễ dàng biến dạng, chống mài mòn và trơn tru, không kỳ trong quá trình mà xoay chuyển. Cụ thể là cái khung thép có thể đóng mở là 25.000 lần mà không bị biến dạng. Đối với cái chiếc ghế này các bạn có thể mua, gia đình mình 4 người mua 4 chiếc về nhà để xung quanh, giống như một cái chiếc ghế sofa mình để ở trong phòng ngủ hay là phòng khách đó. Phòng khách 4 người thì 4 cái. Còn nếu như mà các bạn muốn để trong phòng làm việc cũng được, bởi vì là sau khi mà chúng ta làm việc một ngày xong thì mình ngồi lên chiếc ghế này đọc sách, thư giãn, xem TV và sau đó là nằm dài ra ngủ luôn. Ngủ trên chiếc ghế này cũng rất là tiện ha. Anh nào mà bị vợ đuổi ra khỏi nhà mua chiếc ghế này là yên tâm, không có bị nằm đất. Các bạn sẽ nhìn thấy là nếu mà mình không bật ngửa ra thì chiếc ghế sẽ tự động đung đưa ở cái góc độ là 30 độ. Và nếu như mà chúng ta sử dụng cái nút ở phía bên hông, hai cái nút này các bạn sẽ sử dụng rất là dễ dàng, chỉ cần giữ chặt thôi là chiếc ghế sẽ đưa các bạn lên đó. Lúc đó sẽ giúp cho chúng ta có thể nâng chân lên hay là ngả người ra sau một cách rất là thoải mái ha. Đó. Nếu như mà chúng ta muốn để cho nó về lại cái vị trí ban đầu thì ấn cái nút bên cạnh, là sau đó là nó sẽ quay trở ngược lại về vị trí ban đầu. Cũng rất là đơn giản, dễ xài, xịn, êm. Đó, nói chung là những cảm nhận của mình về chiếc ghế này cũng khá là thích. Hơi mắc thôi, 14 triệu. Hơi mắc thôi, 14 triệu. Đây các bạn sẽ nhìn thấy ở cái phần đệm phía sau, khi mà chúng ta ngả cái đầu ra á thì cái cổ của mình sẽ được đỡ bằng một cái miếng đệm ở phía phần ghế, cho nên là hầu như mình cảm nhận được là cái ghế này được thiết kế theo cái form người châu Á của mình.
nhỏ nhắn, gọn gàng, và đặc biệt là cái phần xương cũng đã được đỡ bằng một cái miếng đệm rất là êm, cảm giác là không có hề bị cứng. Đó, cũng rất là thích. Thường là mình sẽ sử dụng cái ghế này 15 phút một ngày để có thể đông đưa để ngủ buổi trưa. Các bạn ơi, các bạn yên tâm nha. Đối với cái chiếc ghế này nè, nếu như mà chúng ta xài lâu năm á, mà các bạn sợ là vết bẩn sẽ bị dính lên á, thì các bạn đừng có lo. Bởi vì là cái chất da đây là chất da nhập khẩu và là da nhám, cho nên là khi mà chúng ta bị đổ cà phê hay là bị giấy bẩn đồ ăn lên, thì các bạn chỉ cần lấy một cái khăn và chùi sơ thôi là tất cả mọi thứ đã được sạch sẽ hết rồi. Cũng khá là dễ xài đúng không nè. Đặc biệt là ở chiếc cái độ trơn điện của ghế sofa sẽ ở cái mức độ không, mà không cần rút dây điện khi mà chúng ta không sử dụng. Chính vì vậy sẽ rất là tiết kiệm điện cho chúng ta. Rồi, nãy giờ thì mình cũng đã trải nghiệm cũng như là giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm ghế sofa thư giãn này rồi, thì chắc chắn là các bạn cũng đã có cái sự lựa chọn dành cho riêng mình rồi đúng không? Còn đối với mình thì mình cũng khá là thích chiếc ghế này. Mềm hơn sofa nhưng mà không có bằng massage. Nói chung là có thể phục vụ được cái sở thích của mình, đó chính là chỉ có ngồi thôi. Và ngồi đọc sách thì cũng rất là tiện lợi. Và hiện tại sản phẩm đang được trưng bày và bán tại cửa hàng của Chiến Tài Mobile. Các bạn hãy đến đây mua và trải nghiệm sản phẩm cùng với mình nha. Và đến đây thì video của mình cũng hết rồi. Các bạn hãy nhấn like và subscribe cho kênh video của Chiến Tài Mobile nha. Bye bye.